Giải thích mày nghe. Chuyện này như nào? Mẹ, sao mày có hình ảnh này? Mày nói ngay. Mày là gay hả? Lê đúng, con này Lê. Tại sao mày hả Cường? Con biết mà. Đây chỉ là bệnh của giới trẻ thôi. Sao con còn láo đầu vào? Mày nghe con nói nè, đó không phải là bệnh, đó là cảm xúc á, giữa con người với con người. Không, con phải nghe mẹ, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Con suy nghĩ lại đi con. Con với Thành á, yêu nhau được 3 năm rồi. Cô phải vực dậy tinh thần thì mới tìm được cách giải quyết chứ. Con nói đúng. Bây giờ cô phải làm gì? Nó là cháu đích tôn trong cái nhà này, không để như vậy được. Nếu không, cô không biết ăn nói đằng nội như nào nữa. Hay là bây giờ cô cho con gần anh nha. Biết đâu con giúp được anh tìm lại được cảm giác với con gái thì sao? Chẳng giấu gì cô, thực ra con có cảm tình với anh lâu rồi. Nhưng mà con lại sợ vì nghĩ là anh có bạn gái. Ai dè anh lại có bạn trai mới đau chứ. Thôi, bây giờ cô cho con được tiến tới với anh nha. Để con thử sức, biết đâu lại thành công. Trước mắt cứ như vậy đi. Bây giờ cô dối quá, cô không nghĩ gì nữa. À, anh về rồi à? Anh cất đồ xuống ăn cơm, em nấu xong rồi đấy. Mẹ, chuyện này là sao vậy? Mẹ quyết rồi. An cũng là người tốt, lại giỏi giang trong công việc nữa. Mẹ kêu An tới đây để cùng con bàn chuyện tiền chăm sóc mẹ những lúc con đi vắng. Anh để em cất chuyện. Cô đừng nghĩ á, những chuyện cô làm sau lưng tôi là tôi không biết. Cô đừng cố tình chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Thôi, cô với con xuống dưới đợi anh đi. Cô. Nó không xuống đâu. Anh đi đâu đấy? Anh Cường. Làm sao mà mẹ anh biết vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh Cường, hay là mình đi thuyết phục mẹ anh đi. Em nghĩ em sẽ hiểu. Tôi chỉ hiểu chuyện với những người biết điều thôi.